Chào cả nhà, hôm nay thả hai con đực bu đồ với con cà phê sữa thăm cái chuồng ở phía trong. Hồi ơi vô nó giỡn chài đá luôn, xem cây tình hình thế nào. Hôm nay ú nu hết trơn này. Đây là con đô la, vô cái nó thăm thế nào. Còn đây là con cà phê sữa, thôi ôi một chùm luôn hả.
Cho nó giỡn. Xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục quay cho cả nhà cái đàn cúng phía trong đó, con nó nhảy lên. Chơi thả thả con cà phê sữa để nó giao lưu với con bông. Nó bây giờ nó giỡn không coi. Cái con ơi ơi nó nhảy xuống luôn. Cà phê sữa mới cho nó vô đây. Ôi là con bông đâu? Con bông nó còn ở trong đây, nó bị rụng dâu nên nó không thả ra. Sợ trời ơi, nó nhảy vô luôn rồi. Nhảy vô luôn rồi. Nó biết mùi các nhà ơi. Ôi nó bay ra luôn. Thấy con bông ra mới được. Đây con. Đây bông đây. Đó. Nó biết con bông trong đó hay sao? Trời dữ à. Rồi. Rồi con bông chịu dữ mà nó. Cứ lộn. Chịu rồi nè. Đây là lần hai nha cả nhà. Trời ơi, ở trong đó nè. Cái này giống như cái tàu lửa. Lú ra xem. Này xa xa đằng kia là chín không biết. Kìa. Dí dữ rồi. Mà con bông cứ nằm không. Đó. Rồi. Dính không? Kìa. Đó. Xa xa đó. Chưa được. Đằng kia hơi bị tối à. Rồi, chạy lên đây. Ngay con nằm luôn. Dẫn đi. Rồi mấy con lông dài này làm gì lại cái đống nè. Rồi đây. Con bông này nó dữ không? Chắc nó rụng dâu nó quạo thay đổi tính nè. Đây nằm chật nứt luôn. Nó lại góc bên kia nữa. Vắng vẻ. Làm việc lâu quá mà chưa được. Giờ lấy bịch thức ăn cho nó ăn mới được. Cho nó lại đây. Con bông này nó lên giống tốt nha. Nó chịu lắm hả? Mà sao nó làm hoài không được. Để ăn nè. Còn hai con ấy đằng đó nó không ăn. Nó lỡ đều nhau. Cà phê sữa làm dở quá.
nằm ngoài không xong nè. Nãy giờ cho đám này ăn bánh. Mê bánh này lắm. Cho ăn nhiều cũng hết. Cặp kia nó cứ làm hoài. Này không dữ quá à. Làm hồi nằm luôn. Ok á. Nằm luôn rồi sao làm? Phơi ra giữa cái bàn ăn, nằm giữa bàn ăn luôn. Bông. Bông này là nước này tốt à. Hết hả? Nhanh ta. Bỏ thức ăn xuống, nắm mà. Qua được hết rồi. Đâu rồi? Bông đâu rồi? Ủa? Quay quanh đây hả? Qua đây làm việc mình hả? Làm việc cũng hiệu quả vậy chừng. Bông lùng đẹp lắm nè. Giờ cũng chiều mát rồi, tranh thủ chiều mát làm. Tính làm buổi sáng sớm mà sáng sớm không kịp. Rồi buổi trưa nắng nóng, nhiệt độ lên rất là cao. Nên giờ tranh thủ buổi chiều mát, hơi tối tí xíu. Chứ mấy con cúng trong thời gian này cũng nóng quá. Được không? Không được gì cả. Nằm luôn rồi mà ăn gì? Cái gì mặt hai gì hả? Cái lắc hả? Rồi nó nghe có xe chạy về cái nó kìa. Nó đón rồi.
Rồi, kết quả là xong lần 2. Cho cặp bông với con cà phê sữa. Gì mà chen chen vô hoài hả? Chen vô hoài là đứng đợi ăn. Ăn hoài không no. Rồi, còn con đó làm xong rồi kìa. Rồi, coi như là xong được lần 2 của con cà phê với con bông. Đợi kết quả rồi thôi cả nhà. Con này, cặp này sẽ cho con đẹp lắm á. Còn mấy con này đòi ăn gì nữa hả? Đòi ăn nữa hả? Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại nhà ở các video tiếp theo nữa cả nhà. Tiếp tục là chăm cúng thôi cả nhà. Chăm cúng với chơi với cúng. Hết luôn nè. Ăn đi. Rồi, buổi chiều hôm nay làm được một cặp bông với cặp phụ cửa. Gì con? Đi đâu? Hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều. Bye bye cả nhà nha. Rồi nay mới nay mới mấy ngày nay nay bò nhanh đi vậy. Đó đó Coca. Rồi tôi trời ơi tôi làm gì thấy ghê quá à. Làm gì người ta thấy ghê quá vậy? Cái này lại đây nè, thân thiện quá ha. Cô ca làm gì cô ca? Nó giống con hả? Nó màu trắng giống con hả? Hả? Chỉ em nè. À, chết rồi. Cô ca nó có cu lì, nó giỡn với cu lì không mà nó đâu có giỡn với con bé này đâu. Đó, nó tưởng mẹ đó, nó tưởng mẹ đó, 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 nó giận nè. Đó. Ê, nó giận. Úi. Úi, úi, chơi kì vậy. Ê, làm gì vậy? Trời đất ơi, chạy không coi em với Trân mày. Tướng này ngồi mắc cười quá cô ca. Ngồi một cục luôn á.
Ê, còn con bò này, ừ, nhảy lưng đi. Ê, kìa nó giỡn nè. Le lưỡi ở cái mặt nó, mặt con bò này đã thật chứ. Trời ơi, nằm lật chứ. Nhà thấy cái vườn dừa lý tưởng. Đi qua cầu dừa. Cầu dừa này đi được. Đây. Đây là những đống củ dừa. Người ta róc lá xong rồi. Còn cái đầu dừa chắc thành tống. Mùa này nắng khô queo chùm thoải mái luôn. Đây anh này. Nhiều ghê. Hôm nay được có cái nước lớn. Nước lớn là cái không khí nó sẽ mát đi rồi cả nhà. Do nước nó có hơi nước. Mình đi trên trên bờ chứ nó cũng mát. Mà nước nước này nó xanh lè luôn. Nước còn mặn quá. Cái nhà xem, đây là giữa một rừng. Rừng dừa luôn đó nha. Bờ dừa bạc ngàn ha. Dừa này mà cắm trại phía dưới đây chơi cũng thú vị lắm ạ. Phía trên gộp những cái tàu lá rộp bóng nha. Che mát. Che mà không thấy nắng luôn. Nắng. Mình sẽ đi tiếp ra cái phía bờ để xem cái có gì không nha. Ở đây thì nhiều khi có những cái ổ ong mật nó đóng trong những cái bọng dừa. Này, nước xanh lè cái này. Ngày xưa bờ người ta lên bờ cái người ta có một cái bờ ngang để phân cách giữa chủ này với chủ kia. Ở trên đó có một cái ổ mối.